Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc thao túng Liên Hợp Quốc, Mỹ ra đòn phản công. Suốt thời gian qua, Trung Quốc đã cố gắng giành quyền kiểm soát những lĩnh vực sẽ định đoạt tương lai của thế giới, từ các chuẩn mực, hệ thống phân phối cho đến các hạ tầng cơ sở, nông sản, thực phẩm, công nghệ, kỹ thuật số, hàng không, vũ trụ, viễn thông. Mỹ và các nước phương Tây đã thức tỉnh và bắt tay phối hợp để dập tắt tham vọng của Trung Quốc. Không một quốc gia nào khác trên thế giới ngoài Trung Quốc có công dân điều hành nhiều hơn một tổ chức tại Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh 15 tổ chức chuyên trách của Liên Hợp Quốc, trong đó người Trung Quốc đang lãnh đạo 4 tổ chức. Trong số 15 tổ chức chuyên trách của Liên Hợp Quốc, người của Trung Quốc hiện đang lãnh đạo 4 tổ chức, đó là Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO, Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICANN và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO. Đây là những định chế có giá trị chiến lược. Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO có trụ sở tại Rome, Ý, cũng có trách nhiệm quy định các tiêu chuẩn toàn cầu và ban hành các quy định quốc tế trong một lĩnh vực thậm chí còn rộng lớn hơn cả viễn thông, nông nghiệp và lương thực thực phẩm. Nguồn lực của định chế này rất đáng kể với 10.500 nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, điều hòa các tiêu chuẩn trong các lĩnh vực dinh dưỡng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU là tổ chức lâu đời nhất trong số các tổ chức này, thành lập từ năm 1865, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Định chế này đã được sát nhập vào Liên Hợp Quốc vào năm 1947. Trong thế kỷ 21 này, vai trò của ITU được cho là rất quan trọng vì tổ chức này có trách nhiệm điều tiết và quy hoạch mạng viễn thông trên toàn thế giới. Thẩm quyền của ITU bao trùm tất cả hành tinh, từ việc quy định các chuẩn mực, phân bổ các tần số vô tuyến điện và các quỹ đạo vệ tinh trên không gian, cho đến những vấn đề liên quan đến truy cập Internet và Internet băng thông rộng, liên lạc hàng hải và hàng không. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO cũng rất quan trọng vì là cơ chế tạo ra các chuẩn mực quốc tế thống nhất áp dụng trong lĩnh vực hàng không dân sự, đặt trụ sở tại Canada. ICAO đảm trách tiêu chuẩn hóa ngành vận tải hàng không quốc tế, ấn định mã sân bay, mã công ty hàng không, cấp bằng cho các nhân viên hàng không, chia sẻ tần số vô tuyến. Nói tóm lại, ICAO có trách nhiệm giám sát khoảng 100.000 chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO có trụ sở tại Viên, Áo, là một định chế sinh sau đẻ muộn, chỉ mới được thành lập vào năm 1966, có mục tiêu thúc đẩy nền công nghiệp của các nước phát triển. Để đạt được các vị trí chiếm lĩnh các định chế trong Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã lập ra một kế hoạch dài hơi và rất tỉ mỉ. Đây là hình ảnh bà Liễu Phương trở thành lãnh đạo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO vào năm 2015. Việc đầu tiên là gửi các cán bộ chính trị và hành chính xứng đáng và năng nổ nhất của họ qua nằm vùng trong các cơ quan quản lý toàn cầu mà Bắc Kinh đánh giá là có giá trị chiến lược nhất cho họ, rồi chờ dịp là lên giành chức lãnh đạo. Điểm chung của cả 4 người Trung Quốc lãnh đạo 4 định chế quốc tế có tầm quan trọng chiến lược với phạm vi hoạt động khác nhau là họ xuất thân từ những quan chức cấp cao từ chính quyền Bắc Kinh. Ông Khuất Đông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trước khi qua làm việc tại Tổ chức Lương Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vào năm 2015 và giành được chức Tổng Giám đốc tổ chức này một cách ngoạn mục vào tháng 6 năm 2019. Còn ông Triệu Hậu Luân, đứng đầu Cục Tiêu chuẩn Viễn thông Trung Quốc trước khi gia nhập Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU vào năm 2015 và đến năm 2018 thì trở thành lãnh đạo của tổ chức này. Bà Liễu Phương, nguyên là người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Trung Quốc, đã được cử qua làm việc tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO vào năm 2007 và lên làm lãnh đạo tổ chức này vào năm 2015. Còn ông Lý Dũng là Thứ trưởng Tài chính của Trung Quốc trước khi qua lãnh đạo UNIDO từ năm 2013. Để đạt được mục tiêu giành ghế lãnh đạo tại các định chế của Liên Hợp Quốc cho công dân của mình, Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn từ mua chuộc, gây sức ép đến đe dọa. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Khuất Đông Ngọc trở thành Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế Liên Hợp Quốc FAO với nhiệm kỳ 4 năm, phát biểu tại hội nghị vào ngày 22 tháng 6 năm 2020. Đơn cử như cuộc chiến không khoan nhượng tại FAO mà các ứng viên của Trung Quốc đã giành chiến thắng vang dội trước cả ứng viên từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Hồi năm ngoái, các quốc gia thành viên của Tổ chức Lương Nông Thế giới đã tề tựu tại Rome để chọn người thay thế Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm. Trung Quốc đã đề cử ông Khuất Đông Ngọc, Thứ trưởng Nông nghiệp của họ. Bắc Kinh đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước đang phát triển.
Tại Uganda, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gặp nhau tại trang trại của Tổng thống Yoweri và cam kết xây dựng một lò mổ bò và một nhà máy dệt trị giá 25 triệu đô la nếu chính phủ của ông ủng hộ ông Khuất. Quốc gia châu Phi Cameroon đã giới thiệu kinh tế gia Mehdi, ứng viên có khả năng lôi kéo sự ủng hộ của Tây Phi khi Trung Quốc hủy khoản nợ quá hạn trị giá 78 triệu đô la cho Cameroon. Ông Muku đã đột ngột rút lui. Trong khi đó, Mỹ và châu Âu lại chia rẽ về vấn đề này. Châu Âu ủng hộ kỹ sư nông nghiệp Pháp Chariner, còn Mỹ dồn sức cho ông David, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Georgia. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã cử một phái đoàn từ 80 đến 100 người đến Roma, so với phái đoàn bình thường chỉ hơn chục người của các nước. Trong một số trường hợp, phía Trung Quốc yêu cầu đại diện của các nước khác cho chụp ảnh lá phiếu của họ để làm bằng chứng rằng họ ủng hộ ông Khuất. Với sự chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu, ông Khuất đã giành chiến thắng áp đảo. Sau khi giành chiến thắng, ông Khuất đã phát biểu như sau: "Tôi biết ơn tổ quốc của mình." Tổng cộng, Trung Quốc đã chi ra trên 200 triệu euro để giành cho được chiếc ghế tại FAO, Tổ chức Lương thực Thế giới. Giành được ảnh hưởng tại Liên Hợp Quốc cho phép Trung Quốc bóp nghẹt sự giám sát quốc tế đối với hành vi của họ ở trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh ông Triệu Hậu Lân, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU. Khi Trung Quốc hạn chế các quyền tự do chính trị ở Hồng Kông vào tháng 6 vừa qua, hai tuyên bố đối nghịch nhau đã được đưa ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Một do Cuba soạn thảo để ca ngợi việc làm của Bắc Kinh đã giành được sự ủng hộ của 53 quốc gia. Tuyên bố kia do Anh đưa ra và bày tỏ quan ngại chỉ có được 27 nước ủng hộ. Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế, vốn là một người Trung Quốc đã nhậm chức vào năm 2015, đã ủng hộ Huawei trong cuộc chiến với Mỹ và thúc đẩy hình thành giao thức Internet mới mà chính phủ các phương Tây cho rằng nó sẽ cho phép giám sát và kiểm duyệt nhiều hơn. Hơn thế nữa, khoảng 30 cơ quan và tổ chức của Liên Hợp Quốc đã ký các bản ghi nhớ ủng hộ ý tưởng vành đai và con đường của Trung Quốc, bao gồm cả Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc do Trung Quốc lãnh đạo từ năm 2013. Do đó, Trung Quốc có thể trình bày các dự án vành đai và con đường của họ, vốn chủ yếu sử dụng các công ty Trung Quốc và thường khiến các quốc gia nghèo lâm vào cảnh nợ nần, là sự hỗ trợ tốt lành được Liên Hợp Quốc chấp nhận. Không chỉ lạm dụng quyền phủ quyết, Bắc Kinh còn lập ra những liên minh nhằm ngăn chặn những nghị quyết không ưa để phản đối việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể có lợi cho đối thủ Nhật Bản. Trung Quốc thẳng thừng đe dọa Jamaica do đại diện nước này phụ trách việc chuẩn bị cải cách. Một nguồn tin cho biết người của Trung Quốc đã đến thẳng Kingston ở thủ đô Jamaica dọa sẽ trừng phạt kinh tế nếu không rút lui. Một lĩnh vực được Bắc Kinh đặc biệt chú ý đó là nhân quyền. Họ muốn vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc để đảm bảo vô hiệu hóa cơ quan này. Từ khi Hoa Kỳ rút ra vào năm 2018, Bắc Kinh tha hồ làm mưa làm gió, đứng đầu một khối các nước độc tài như Cuba, Iran, Venezuela, Syria. Nếu không đủ số phiếu để chặn một văn bản, họ dùng thủ đoạn để ngăn các nhà ly khai phát biểu. Tại Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, dưới sức ép của Bắc Kinh đã buộc Đài Loan phải đứng ngoài nếu tổ chức này chịu nghe lời cảnh báo từ 3 tuần trước đó của Đài Loan về virus corona lây từ người sang người, thì đại dịch đã có thể ngăn chặn được ngay từ đầu. Nay, Trung Quốc dùng mọi cách để chối bỏ trách nhiệm và gắp lửa bỏ tay người sang Mỹ và một số quốc gia khác. Trung Quốc cũng không ngần ngại đưa ra những sáng kiến cạnh tranh như nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, Con đường Tơ lộ mới và những dự án quốc tế mà Bắc Kinh là trung tâm nhằm vô hiệu hóa Liên Hợp Quốc một cách có phương pháp. Chiến thắng của ông Khuất tại FAO đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với Mỹ và các nước đồng minh. Vào tháng 11 năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã đến New York để gặp các đại sứ Liên Hợp Quốc từ châu Âu, Nhật Bản và các nền dân chủ khác để đề xuất thành lập một mặt trận chung chống lại Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc WIPO đương nhiệm Francis Curry và ứng viên Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2026 Trần Thăng, người Singapore, người giành chiến thắng chung trước ứng viên Trung Quốc. Một chiến dịch phối hợp vào tháng 3 vừa qua của Mỹ và các đối tác đã đánh bại nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiếm quyền kiểm soát tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, được gọi tắt là WIPO. Hồi đầu năm ngoái, Hoa Kỳ và các nước châu Âu và các nước khác như Ấn Độ đã gạt sự đối đầu sang một bên để cùng nhau phản đối nỗ lực của Trung Quốc dẫn đầu WIPO. Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có bằng sáng chế quốc tế nhiều nhất được đệ đơn lên WIPO, chủ yếu do các nhà đầu tư quốc tế thích nộp hồ sơ từ Trung Quốc, nơi có chi phí rẻ hơn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã phản đối đề cử Trung Quốc bằng văn bản nói rằng
chúng ta không thể để cho một nước vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng loạt điều hành một tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. Các quan chức Mỹ tập trung vào việc thiết lập các quy tắc cho cuộc bỏ phiếu, hy vọng tránh được các biện pháp hung hăng mà Trung Quốc đã sử dụng ở Rome và cuộc chiến giành ghế lãnh đạo tại FAO. Mỹ giành lại được sự ủng hộ để hạn chế số lượng đại biểu trong phòng bỏ phiếu và đảm bảo sự kín đáo của từng lá phiếu. Cuộc đua bắt đầu với 10 ứng viên. Washington đã thuyết phục được Nhật Bản và một số nước khác rút lui sớm và ủng hộ ứng viên Singapore, vốn được xem cùng nhóm các nước đang phát triển. Trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 3, Trung Quốc đã phàn nàn rằng Mỹ đang bắt nạt các nước nhỏ hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Washington đã có những hành vi phi đạo đức khi dùng thủ đoạn đe dọa và tống tiền. Mỹ đã cố gắng giữ cho cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian ngắn để Bắc Kinh không có thời gian gây áp lực ngoại giao lên các nước. Sau khi bỏ phiếu, ứng viên của Singapore đã vượt qua ứng viên Trung Quốc ở vòng đầu tiên và giành được đa số tuyệt đối ở vòng bỏ phiếu thứ hai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020 với bản tin Trung Quốc thao túng Liên Hợp Quốc, Mỹ ra đòn phản công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.